con gấu trúc này là một tên ngốc, con khác thì đều vội vàng tìm đối tượng, con nó thì hay rồi, chỉ biết ăn. Nhân viên chăm sóc muốn sắp xếp xem mắt cho nó, nhưng nó lại biến buổi xem mắt thành cuộc đấu vật, khiến con cái tức giận mà cắn nó một cái. Vì thế, nhân viên chăm sóc đặt cho nó một cái tên rất kêu, đó là Hùng. Mặc dù Hùng mù tịt trong chuyện tình duyên, nhưng trong giới gấu trúc thì lại là một soái ca. Tất cả các con gấu trúc cái đều muốn trở thành đối tượng của Hùng, đặc biệt là một con tên là Thúy. Ngày nào cũng nhớ Hùng, cũng muốn lăn lộn với nó, thể hiện các thể loại uốn éo. Những con gấu trúc khác thấy vậy đã sớm đổ rồi, nhưng Hùng vẫn không động tĩnh gì. Muốn giành trúc của tôi sao? Đừng mơ. Thúy thấy thế thì bắt đầu nhảy múa, không tin nó có thể ngồi im. Kết quả, Hùng vẫn không có phản ứng gì. Tất cả đều vô dụng, đây là trúc của tôi. Nhân viên chăm sóc thấy, cứ như vậy thì không được rồi. Thúy qua mùa sinh sản thì có tìm được đối tượng cũng rất vất vả. Thế là tìm một con đực là Long. Nó chính là con gấu giống ở đây. Những cái khác thì nó chẳng biết, chỉ biết tán gái. Gấu trúc con vừa nhìn, ôi, ngồi đợi xem livestream hiện trường. Con gấu con này mới mấy tuổi, mau về ngủ. Nhưng nó rất cố chấp, nhất quyết muốn xem yêu đương như thế nào, tuyệt đối không xuống. Nhân viên cũng hết cách cưỡng ép rồi, đành túm nó xuống. Không được, tôi muốn xem, đừng túm tôi, xuống đi, không được, tôi muốn xem, tôi phải xem. Mau bỏ tay ra, nhóc con, hai đứa béo ú này, đòi xem cũng không được. Ôi, chẳng nhẽ để tôi xem sao? Xem cái gì mà xem, xuống đi, đừng mơ. Cứ như vậy, mong muốn của nhóc con bị đập tan rồi. Còn nhân viên chăm sóc vẫn không từ bỏ, nửa đêm lại lén đưa Hùng về, nhỡ đâu Hùng thông suốt rồi. Kết quả Hùng nói muốn đấu với Thúy. Việc này khiến Thúy tức giận muốn xử đẹp tên này. Hết chiêu rồi, vẫn là để Long làm đi. Cứ như vậy, Long lại trở thành bố lần nữa. Nhưng nhân viên chăm sóc rất không can tâm. Nơi này hầu hết đều là hậu thế của Long rồi. Để ghen tốt hơn thì cần thúc giục Hùng. Nhân viên vì muốn tìm đối tượng cho tên ngốc này thực sự đã rất vất vả. Họ đặc biệt sắp xếp cho một bông hoa của đàn là Châu. Chỉ cần nó kêu lên là khiến cho tất cả gấu trúc được xung quanh đổ đứ đừ. Nhưng sau khi Hùng thấy Châu thì lại nói, cô em có cần massage không? Tôi là dân chuyên đấy. Châu cạn lời rồi. Cậu mau đứng dậy cho tôi. Này, muốn chơi trò dương đông kích tây với tôi à? Nói cho cậu biết, tôi vật nhau cũng rất đỉnh. Châu ngơ luôn rồi. Con gấu này đúng là hết thuốc chữa rồi. Nhân viên thấy Hùng chẳng làm được gì, chỉ được cái phiền toái, nên đưa cho Hùng một quả táo để nó mau chóng rời đi, phiền thật đấy. Cùng lúc đó, nhân viên lại giới thiệu đối tượng mới cho Long. Ánh là một con gấu trúc thuần hoang dã. Long vừa nghe thì đã ngạc nhiên, gì cơ, hoang dã sao, thế là liền mất hứng thú. Nhân viên vừa thấy thì thở dài, Long không thích gấu hoang dã, nhỡ đâu Hùng thích thì sao. Thế là lập tức để Ánh đi gặp Hùng. Kết quả vẫn vậy, Hùng vẫn thích trúc nhất. Ánh với Châu gì đó đều không thực tế bằng ăn trúc. Hết cách rồi, vẫn là để Long thử đi. Việc này vốn không sao, nhưng lại khiến Long tức giận, đánh Ánh một trận. Nhà khoa học cũng không sợ, nói rằng gấu trúc trước khi tìm đối tượng đều thích đánh một trận. Chỉ khi nào đánh thắng được đối phương thì gấu cái mới đồng ý sinh con cho con được kia. Nhưng Ánh không thấy thế, làm gì có ai tìm đối tượng mà muốn đánh, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Cho dù được cho quả táo cũng không xong. Hết cách rồi, mau đưa Ánh về phòng thôi, để Long bình tĩnh. Trời ơi, mấy người này, chậm chút nữa có khi bị cắn toang mất, dọa sợ em bé rồi. Xem ra, gần đây áp lực của Long lớn quá, không thể tiếp nhận thêm con nào nữa, vẫn là bắt đầu với Hùng thôi. Nhưng nó cứ trưng ra bộ mặt lầm lì, chẳng vội vàng gì. Mặc dù Hùng khiến mọi người đau đầu, nhưng nhân viên chăm sóc tin rằng Hùng sẽ nghĩ thông. Lần này giới thiệu Ánh cho Hùng, xem có cảm giác gì không. Nhưng không ngờ, Hùng vẫn không hiểu gì về yêu đương. Nó muốn vật nhau với con cái, thấy Ánh không đấu với mình, lập tức đè xuống massage cho Ánh. Chị gái, massage xong thì cho tôi một quả táo là được. Nhân viên vừa thấy đã biết không cứu được Hùng nữa rồi, lập tức cho nó một quả táo. Hùng thấy có táo là bắt đầu nghĩ, thật thú vị. Có táo không mất công bằng tìm đối tượng. Điều này khiến Ánh rất phiền lòng, muốn đập tên này một trận. Làm nhục gấu quá rồi, dù gì chúng ta cũng là chị em của gấu hoang dã, có cần đánh nhau không? Ép cũng hết cách rồi, nhân viên quyết định ra tay với Tuấn. Nó là con đực thứ ba ở đây, nhưng Tuấn lại không phối hợp. Làm gì đấy, luôn để tôi làm lốp dự phòng, tôi không cần tự trọng sao. Nhất quyết cần phối hợp, nó nói nếu giới thiệu Mai cho nó một là nó sẽ vui vẻ. Mai là nữ thần mới tới đây. Không chỉ Tuấn mê mệt, Long càng mê hơn, cảm thấy nó mới là con gấu đẹp nhất năm nay nên muốn lấy nó. Đến cả Hùng luôn không tiếp cận nữ sắc cũng cảm thấy đẹp, cảm thấy gặp được chân tình. Điều đó khiến Tuấn tức giận, sao việc tốt gì cũng tới tay Hùng chứ. Còn việc xem mắt của Hùng vẫn như cũ, hỏi người ta vật nhau trước hay massage trước. Thấy Mai không phản ứng gì, liền muốn đổi vai. Nó bảo rằng bản thân sẽ làm em. Mai tức giận cắn nó một cái đồ ngu nhà ngươi.
hết cách rồi, vẫn là để Long vào làm mẫu cho Hùng. Thấy không, phải dịu dàng với con gái, phải chơi trò chơi với người ta, gia tăng tình cảm từng chút một. Em gái, thấy tôi nhảy hay không? Nhân viên rất cạn lời, xem ra đẹp thì vẫn tốt hơn, vừa rồi Long còn đánh ánh, đến lượt Mai thì lại biến thành dịu dàng, ai mà chịu được. Có lẽ Mai mới là tình yêu chân chính của Long. Xem đến cuối cùng, nhà khoa học cũng thông rồi, ngốc quá thì đáng độc thân cả đời, thực sự hết cách rồi. Hùng nói, khi đó, số lượng gấu trúc chúng tôi giảm đi cũng là do con người tạo thành. Tại sao bây giờ muốn có đời sau lại ép chúng tôi làm việc? Nói không sai, nhân viên cũng hiểu, bản thân đang chuộc lỗi của nhân loại. Họ cũng tin rằng có một ngày có thể tìm được đối tượng phù hợp cho Hùng. Dù sao gấu trúc cũng thuộc giống cần bảo vệ nguy cấp, đó là công việc có trọng trách lớn và lâu dài, cố gắng lên. Cuối cùng, chúc các bạn đang xem đều có thể vui vẻ, khỏe mạnh, trưởng thành, ăn được uống được, yêu đương đừng như Hùng. Video đến đây là hết rồi. Lưu ý, nội dung trong video đã được thêm thắt, biến tấu một số chi tiết để lôi cuốn hơn, tên của các nhân vật đã được chỉnh sửa lại để câu chuyện được truyền tải mạch lạc hơn. Đừng quên like và follow kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.